đời sống tâm linh của dân làng biển, những người ăn sóng nói gió, có khác chăng nơi đồng bằng yên ấm thanh bình? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến thăm đền Hiền Hào để được trầm mặc trong những truyền thuyết xưa cũ, để thấu hiểu phần nào tâm tư ước vọng của những ngư dân từ buổi đầu chinh phục thiên nhiên biển cả. Nằm cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 100 km, đảo Cát Bà từ lâu đã được biết đến như một hòn đảo ngọc lung linh trong vùng vịnh Bắc Bộ. Bãi tắm yên tĩnh, nước biển trong xanh, vịnh Lan Hạ với liên tiếp những hòn đảo nhỏ hoang sơ tạo nên một cảnh quan vừa yên bình vừa mời mọc, cuốn hút du khách khám phá. Cùng dạo chơi trên vịnh, nằm dài thư giãn trên bãi tắm, hay thực hiện một chuyến leo núi xuyên rừng quốc gia Cát Bà đều là những lựa chọn hấp dẫn của du khách. Nhưng nói đến Cát Bà cũng là nói đến những làng chài cổ gắn liền với các huyền thoại, với đời sống văn hóa tâm linh phong phú của người dân miền biển. Khi đã mệt nhoài với những sóng, những gió, những rừng, những núi, hãy thử hòa mình vào cùng sự tịch mịch của thiên nhiên và văn hóa tâm linh nơi đây. Ngược về phía rừng quốc gia Cát Bà, du khách đi thêm vài cây số nữa đã đến đền Hiền Hào. Nằm ngay trên tuyến đường xuyên đảo, đền Hiền Hào đang được tập trung khôi phục và phát triển như một điểm đến quan trọng của tour du lịch Cát Bà. Ngôi đền nhỏ nằm khuất sau những tán cây cổ thụ rùm. Theo truyền thuyết, ngôi đền có xuất xứ từ thời Lê, thờ thánh nhân Lê Triều Công Chúa. Tương truyền, trong một lần xuống thuyền dạo chơi ở vùng sông nước, gặp sóng to gió lớn, công chúa cùng hai em bị đắm thuyền. Sau này dân chài thấy xác của thiếu nữ trẻ đẹp với phục trang sang trọng thì đoán biết là con nhà dòng dõi gặp nạn nên lập miếu thờ. Từ đó trở đi, mỗi lần đi biển, ngư dân đều qua đây để thắp hương cầu mong sự yên bình, may mắn cho mỗi một chuyến đi khơi. Đền có kiến trúc bằng gạch, nhỏ nhắn đơn giản, khiêm nhường nép dưới những tán cây cao. Khuôn viên rộng rãi thoáng mát, lại yên tĩnh nhìn ra phía biển. Bước qua cổng tam quan vào sân đền, dường như mọi cảm giác mỏi mệt bức bối thường ngày đều bị bỏ lại phía sau bởi vẻ u tịch mà không lạnh lẽo, bởi mùi trầm nhang ngưỡng vọng của dân bản địa gắn bó với đền thiêng. Ban đầu đền rất đơn sơ, chỉ có một ban thờ thánh nhân Lê Triều Công Chúa. Trải qua thời gian cùng tiếp biến văn hóa, ngày nay đền còn thờ mẫu và hệ thống tín ngưỡng dân gian khá đa dạng. Theo ghi chép từ năm 1938, thì đền còn giữ được sắc phong từ thời vua Thiệu Trị và Duy Tân. Trải cùng biến cố lịch sử, những bức sắc phong đó nay không còn. Nhưng qua những câu chuyện kể truyền đời mà gốc tích truyền thuyết về đào hoa công chúa, về Khổng Minh Không thiền sư còn lan chảy như một mạch nước ngầm về đức tin cho cuộc sống văn hóa tâm linh của ngư dân vạn trài nơi đảo nhỏ. Cùng với xu hướng phát triển mô hình du lịch văn hóa, đền Hiền Hào dần dần được khôi phục lại. Lễ hội hàng năm của đền được tổ chức vào tháng riêng với phần tế nữ quan cổ truyền. Phần hội cũng đang được khôi phục với các trò chơi dân gian như thi đi kheo đánh trống, thi giã gạo, kéo co, nấu bánh chưng. Chiếc ngôi đền nhỏ nằm nép mình dưới những hàng cây dập bóng thời gian, du khách càng được hiểu thêm về sự trao gửi tâm linh của người dân đảo.
đứng trước biển, con người thật nhỏ bé, mong manh với hiểm họa thường trực, khi phải ối sóng nằm gió để đem về con cá con tôm. Phải chăng người ta đâu chỉ cần một cơ thể vạm vỡ, một con thuyền biết găm sóng bà tiến, mà còn phải có cả đức tin thủy chung, nguồn cội, và có cái tâm thành trong mỗi chuyến đi xa.